Bước 1. Truy cập trang chủ pop.vn để thấy dự án lạc trôi. Bước 2. Chọn gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu. Ví dụ gói Star. Xác nhận bằng việc tiếp tục bấm vào nút mua ngay. Bước 3. Màn hình sẽ hiện ra thông báo nạp Star. Nhấn vào nút nạp thêm Pop Star. Bước 4. Ở mục 1B, lựa chọn gói lạc trôi ứng với số tiền và số Star mong muốn. Ví dụ, chọn gói Star với mức 144.000 đồng. Lựa chọn hình thức thanh toán qua ATM, Visa và mã QR. Nhấn vào nút tiến hành thanh toán. Bước 5. Màn hình hiện lên liên kết các ngân hàng. Chọn thanh toán qua thẻ ATM. Chọn một ngân hàng phù hợp. Ví dụ, ngân hàng Bản Việt. Nhập thông tin của bạn, email và số điện thoại. Nhấn vào nút thanh toán. Bước 6. Màn hình hiện lên ngân hàng thanh toán. Điền thông tin thẻ, họ tên, chủ thẻ, số thẻ và ngày hiệu lực, nhấn vào nút thanh toán. Bước 7. Nhập mã xác thực được gửi qua điện thoại, nhấn vào nút tiếp tục. Màn hình hiện lên thanh toán thành công, nhấn vào nút trở về trang bán hàng. Bước 8. Nhấn vào nút thông báo đủ Pop Star. Nhập thông tin nhận sản phẩm, tên, email, số điện thoại và địa chỉ. Nhấn vào nút tận hưởng nội dung và thưởng thức lạc trôi bằng cách nhấn vào nút đọc ngay.